Vậy là được rồi, cảm ơn mama, xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Anh Oda-san. Kiryu. Xin lỗi người anh em, tao đã không thể giúp được gì trong chuyện này. Không cần phải xin lỗi, tao là người tự đến đây để mày bị dính líu bởi chuyện của tao như thế này. Tao xin lỗi. Vậy giờ anh định làm gì? Cái tên Avanu đấy khuyên anh rằng hãy phanh phui ông chủ ra phải không? Avano có đề cập vấn đề đó trong lúc mày đang bị ăn đập dưới tầng. Gia đình nhà Dojima đang tung mọi nguồn lực để tìm ra tung tích chủ tịch công ty bất động sản Tachibana. Tao biết. Ông ta còn gợi ý cho tao rằng hãy khuyên bảo mày. Ông ta muốn chắc rằng mày phải hiểu việc từ bỏ Tachibana là cách duy nhất để mày được sống. Thôi nào, sếp của tôi đang đi khắp thành phố này, tìm đủ mọi thông tin có thể để giúp anh thoát khỏi tượng giết người rồi mà. Và các anh thì lại đang lên kế hoạch để biêu cái đầu của anh ta cho gia đình đôi gì mà sao? Anh hãy tránh xa chuyện này ra. Cái gì cơ? Nếu không phải là Tachibana, thì nó sẽ là cái đầu của Kiryu gia đình Dojima đã bắt đầu cuộc săn, không có đường trốn thoát đâu. Thế việc Tachibana chết thì nghe ổn hơn với anh à? Anh bị ngu à, các anh chính là người đã làm Kiryu vướng chuyện này. Thôi, anh ta đang bị thương đến như Shiki. Với cả tao cũng biết đằng nào tao cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhà Dojima không sớm thì muộn. Mày thực sự muốn đối đầu với họ sao? Mày điên cờ mờ nờ giờ. Chính ông Kazama cũng không biết rằng mọi thứ giờ lại tệ đến vậy. Sư anh nói cũng đúng đấy. Công ty Tachibana đã lên kế hoạch chiếm mảnh đất trồng đấy từ rất lâu rồi, trước cả khi cuộc chiến của gia đình Dojima bắt đầu. Đối với nhà Dojima, mảnh đất đó đáng giá hơn vài tỷ yên. Nếu mà chúng ta chiếm được con áp chủ bài đó, là đã kiểm soát toàn bộ được Kamuro Cho thì việc nhà Dojima rời khỏi ván cờ là rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta không ngờ các độ khó của nhà Dojima lại nhúng tay vào sớm đến vậy. Các anh đánh giá thấp về Awano rồi. Các anh không thể lừa hắn như kiểu của Kuze được, ông ta rất là nhạy bén đấy. Tôi phải nói chuyện với chủ tịch. Mama, tôi mượn điện thoại của cô được không? Phải có một cách nào đấy để tất cả mọi người sống sót ra khỏi việc này. Nếu chúng ta tìm ra được chủ mảnh đất trong đó, thì chúng ta sẽ đạt được điều kiện với nhà Dojima theo cách của chúng ta. Anh tốt nhất nên đúng. Thưa sếp, là tôi Oda đây. Tôi đang ở với Kiryu tại quán rượu có tên là Sezena. Vâng thưa sếp, xong có người tên là Awano từ nhà Dojima tới, nói với Kiryu rằng giao sếp cho bọn họ hoặc là phải chết. Đúng ạ, họ biết chúng ta đang theo đuổi mảnh đất trống. Thế nên là... Em nghĩ sếp nên đi trốn, nhanh hết mức có thể. Em không chắc là chúng ta còn tin được vào Kiryu cậu ta có lẽ đã bán nơi sếp ở cho nhà Dojima rồi. Ê, chờ đã. Cứ để vậy đi Nishiki. Nhưng mà tên đó. Hey, vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ chúng tôi cũng không biết là sếp đang ở đâu hết. Chết tiệt. Không có gì hận thù đâu. Xin lỗi vì rắc rối này Mama. Tôi không ngờ lại gây rắc rối đến như vậy. Anh quan tâm về tôi à? Quên chuyện đó đi. Thế bây giờ anh tính thế nào? Ê, từ từ đã, Kiryu.
Mày tính làm gì hả? Hoảng loạn vào lúc này sẽ không giải quyết gì cả. Tao biết khi tao rời khỏi gia đình là tao phải tự bước đi trên con đường này một mình rồi. Tao sẽ đi bắt cu dây lại để làm sạch thanh danh, để lấy lại sự công bằng. Thằng ngu này, mày nghĩ mày đang ở cửa trên hay sao mà lại đi làm cái chuyện đó hả? Không quan trọng. Bởi đó là sự lựa chọn cuối cùng. Đến lúc mình phải làm sạch tên tuổi của mình rồi, mà nghĩ tới chuyện đó, mình vẫn chưa quay lại mảnh đất trống một đó. Cảnh sát chắc dẹp xong hiện trường rồi, mình nghĩ nên thử quay lại xem sao. ちょっとお前決げまで虫ってやるよ後悔するな許してくれ Tachibana. Tại sao anh lại ở đây? Cảnh sát đã lục tung manh mối ở nơi này rồi. Mọi bằng chứng liên quan đến thủ phạm thực sự đã biến mất. Tôi biết điều đó. Tôi đã tìm hiểu về Kuze. Nếu ông ta là người đổ tội cho anh, thì chắc ông ta đã thuê một sát thủ nào đó để làm chuyện này rồi. Mà chưa hết Kuze rời khỏi đây mà không phát hiện ra vết tích gì. Ý anh là sao? Có nghĩa đã có người chịu trách nhiệm cho việc gán ghép anh vào tội giết người, nhưng mà có thể không phải ông ta, hẳn có kẻ còn to hơn cả Kuze chống lưng cho việc này. Sao cơ? Đó là tất cả những thông tin mà tôi có muốn cho anh biết. Tôi cũng muốn truyền đạt điều này cho anh một cách trực tiếp. Thế anh tới đây chỉ để nói điều đó với tôi thôi à? Phải, nhưng làm ơn đừng lo lắng. Tôi không có ý định sẽ biến mất khỏi thành phố Kamuro Châu Đông. Tôi nghĩ rằng nhà Dojima sẽ mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp các hoạt động của chúng tôi. Tình hình có vẻ vẫn tốt như dự kiến. Oda thì không nghĩ như vậy. Tôi chưa thông tin gì cho Oda nhưng việc giờ đã xảy ra rồi. Tôi phải xác định được người chủ của mảnh đất trống này đã. Hả? Có một vài lý do khác nhau mà tôi vẫn chưa liên hệ.
Bất kể lúc nào chúng ta tìm ra được chủ lô đất trống và sở hữu nó, gia đình Dojima sẽ đến chỗ ta, kính cẩn nghiêng mình và cầu xin chúng ta bán nó cho họ. Đó là sức mạnh lá chắn đó mang lại. Đó là lý do tại sao Kiji-u-san, tôi phải yêu cầu anh phải sống cho đến lúc chúng ta đạt được thỏa thuận đó. Hay đó là yêu cầu nghe không thể chấp nhận được. Bao lâu thì anh sẽ tìm ra được người chủ khu đất này? Hãy cho tôi một ngày, tôi phải đi hỏi đã. Nhưng mà đừng có kể cho bất kỳ ai, kể cả với Nishi Kizama-san hoặc Kashiwagi-san. Anh có biết tôi có thể bán anh cho Awano và tự đưa tôi ra khỏi danh sách người cần phải ám sát của gia đình Dojima hoàn toàn không đấy? Tôi biết, nhưng nếu anh là loại người như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ đến gặp anh ở nơi này. Tôi sẽ liên lạc với anh vào ngày mai. Đến lúc đấy thì anh hãy giữ cho mình an toàn và tránh xa nhà Dojima ta. Tất cả những gì mình có thể làm lúc này là chờ Tachiba nà ấy. Tốt nhất là về nhà ở cho lành, tránh phiền phức. Ê anh, bạn đi đâu mà vội mà vàng thế? Anh cứ đi nghênh ngang qua thế à? Anh muốn qua thì phải trả tiền chứ. Bị chấn lột à, mình cảm thấy tệ cho gã đó, nhưng mình không muốn bị dính líu vào lúc này. Ôi, mày bị câm hoặc gì à, tóc vàng hoe, nếu không muốn bị ăn đấm, thì lòi tiền ra ngay. Ho ho, nếu anh cầu khẩn đến thế, anh có chắc là mình nhặt được hết lên không? Là sao? Nhìn đây. Ở vãi tiền mưa tiền kìa. Chúng mánh rồi, tao chưa bao giờ thấy tiền tụ lại một chỗ nhiều như thế này. Nhặt, nhặt đi ô, của bố mày bỏ cái tay ra. Ơ, bố mày xí trước cơ mà, mày mới bỏ cái tay ra ý của tao. Im đi, mày bỏ cái chân thối mày ra cho tao nhặt với. H-O-H-O-H-O, đúng là đồ bẩn nông tham lam. Nhìn chị muốn lấy vài vé đi chơi không? Đéo. Vậy tôi đi nhé. Hẹn anh vào lần sau. Chào. Ôi. Con anh luôn luôn ném tiền ra đường để dọn đường thế à? Rõ ràng là thế rồi, sao vậy? Thế anh không thấy việc này chả khác gì là anh bị chấn lột sao?
Họ ho thẳng bần nông như anh thì hiểu làm sao được. Ơ chó này. Anh không hiểu à, khi mà anh không có võ nhưng anh giàu vại lúa, thì tiền nó chỉ là cát thôi, nó chất đống ở nhà tôi kia kìa, giờ tôi vứt ra đường thì có sao, nó là một cái cơ hội mà tôi không muốn bỏ lỡ. Với cả, tôi thấy mất thời gian quý báu của bản thân và bọn chúng. Nếu tôi có thể mua thời gian bằng tiền, tôi thà trả tiền cho nó còn hơn. Anh làm thế để mua thời gian sao? Đúng là như vậy. Tại sao anh không thử, nếu anh hiểu về điều đó nhỉ? Thử cái gì cơ? Hãy cho đi mà không thèm nhận lại nhiều hơn. À không, tôi không, tôi thấy đời tôi thực sự không có việc gì phải vội lên. Sao lại thế? Anh chưa bao giờ đi dạo và cảm thấy những người đi bộ khác đang cản đường anh à? Chưa bao giờ à? À thì cũng có vài lần. Ho ho, anh thấy chưa? Vậy thì thử nó đi, tôi chắc anh sẽ cảm thấy hồi hộp khi vùng những nỗi lo của con người đi tứ tung như thế. À phải, nhưng tôi đang không có tiền trong túi, tôi cháy túi rồi. Đừng lo, tôi sẽ cho anh tiền, coi như là một món quà. Anh chỉ cần tập trung và tận hưởng việc cung tiền nó sẽ như thế nào là được. Được, chuyển luôn. Nếu anh thực sự đưa tiền cho tôi để làm việc đó. Ôi nhìn tiền tung lên đỉnh quá, trong một khoảng khắc tôi hoàn toàn quên mất anh là thằng nghèo khổ nào đó. Giàu là thế này à, thực sự tôi không thấy ổn khi lãng phí tiền như vậy. Đúng là như vậy, nhưng không phải ở đó mất thời gian vì đang quá vội vàng để bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt của tầng lớp xã hội cấp dưới à. Không phải được rồi. Phải chứ? Thật mà, có ai đã nói tiền là thời gian nó là món quà quý nhất,
nó có giới hạn. Thôi được rồi, tôi hiểu cái logic kỳ dị của anh rồi. Vậy tôi khuyên anh khi nào, anh lỡ đánh nhau trên đường, anh cứ thả tiền ra thế là xong. Vậy anh rất giàu nhỉ, nhưng làm sao để anh có nhiều khoản tiền đến thế chứ? Chắc anh đang phát sốt về tiền hả? Ừ đúng, tôi thấy anh giàu nhanh quá, nên tôi cũng muốn kiếm ít, chỉ cho tôi cách được không? Ồ, có cách chứ. Thật à? Nó có rủi ro cao, nhưng thu lời cao. Nó là con ngỗng vàng của tôi, và giờ nó là gan ngỗng kim cương. Đó là gì? Tới chỗ quảng trường nhà hát, nếu anh thực sự muốn biết, anh sẽ tìm được lối đi ở đó. Tôi phải tìm gì? Ồ, anh sẽ biết khi anh thấy nó, một thiên đường nơi cho sự giàu có và đầy hương vị. Dù sao đó cũng không phải nguồn thu nhập chính của tôi, vì tôi đầu tư khá nhiều thứ. Tôi hoặc tôi có thể nói rằng phần lớn vốn và lợi nhuận của tôi được đầu tư vào hệ thống nhất định và nó mang về một lợi nhất rất đáng kể. Nếu anh muốn được nghe về điều đó, ghé qua chỗ Vin xem tôi thường xuyên ở đó. Ừ, được rồi. Thôi giờ tôi có việc, tôi đi đây. Tachibana sẽ có tin mới vào mai, nhưng nó không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Mình cần phải chuẩn bị nhiều tiền nhất có thể để sẵn sàng với những thứ sắp tới. Hắn bảo có nhiều tiền ở chỗ quảng trường nhà hát, mình nên ghé qua thử. Thằng nhà giàu đó khuyên mình nên đến quảng trường nhà hát nếu mình muốn giàu hơn thì phải. Cái gì kia? Tôi đã chờ cả ngày cho việc này. Giờ xin phép anh, người bạn tốt của tôi.
lối này thưa anh. Chúc anh có nhiều niềm vui. Cái cửa đó dẫn đến đâu nhỉ? Cửa gì đây? Nó hẳn giấu thứ gì đó phía sau. Xin lỗi anh bạn, nó sẽ không mở cho anh đâu. Tôi thấy anh cho anh ta vào mà, có gì trong đó thế? Anh nghĩ là tôi nói à? Thì nghĩ cũng hơi đúng rồi đấy, đó là thiên đường cho đàn ông, nơi ước mơ trở thành hiện thực. Một nơi mà ước mơ trở thành hiện thực á? Phải một cuộc sống diệu kỳ hơn. Tôi có kích thích trí tò mò của anh lên chưa? Nó làm tôi tò mò rồi đấy. Thế tôi phải làm gì để được vào đó? Hay tôi là người quyết định việc đó, và tôi nói ai sẽ được vào. Anh muốn vào đó, anh phải làm tôi chứng minh cho tôi thấy. Ây, được rồi. Thế anh muốn tôi chứng minh cái gì? Đây là thiên đường cho người giàu. Nếu anh không có đủ cả tiền mua bánh mì, thì anh cũng chả mua được đồ tráng miệng trong đó đâu. Anh phải chứng minh cho tôi thấy anh có đủ tiền để vung ra không? Tôi muốn thấy anh có gan để làm điều đó theo cách của anh hay không? Anh chỉ cần chứng minh việc đó, tôi sẽ để anh vào. Anh hãy tự dùng trí thông của bản thân để tìm hiểu đi. Một thiên đường cho người giàu. Chắc đây là chỗ mà gã đó nói với mình. Vậy mình cần phải chứng minh cho hắn thấy mình đốt tiền thế nào, và cách mình đốt nó ra sao. Nên đốt tiền kiểu gì cho phong cách nhỉ? Anh làm gì đấy? Thằng này mất trí rồi. Bố mày là một đại gia chợ trời đấy, và đã vừa cho mày thấy cách tao đốt tiền như thế nào. Wow, không ngờ dân chơi chợ trời lại chất như vậy. Anh biết cách đốt tiền quá, anh là đại gia à? Tôi thích anh rồi đấy, vào đó đi. Lối này nè. Chỗ này là sao? Nó là võ đài chính thức của câu lạc bộ võ sĩ mèo Nhật Bản. Ở đó đầy các cô em bên trong võ đài, cả đẹp lẫn xấu, và lũ đàn ông sẽ cá xem ai là người thắng cuộc. Nơi này là thế đấy.
Một chỗ cho đàn ông thấy thích mắt và thú vị nhân đôi là còn có tiền cược nữa. Một nơi cho đàn ông, tôi gọi nó vậy. Công tế nhị cũng không lỗi thời, nhưng ai quan tâm chứ? Không phải tôi. À đây, cầm tiền lẻ của anh đi, tôi không cần. Gì đây? À, tiền anh đốt cho tôi xem ý, tôi thấy nó nhiều quá nên tôi gom lại giả cho anh. Chứ vứt rác nơi công cộng như thế là làm mất vệ sinh chỗ làm việc của tôi. Vui vẻ ở đây nhé, chúc anh may mắn. Ừ, được rồi. Võ sĩ mèo đánh nhau hở, không ngờ Kamurocho lại có nơi thế này. Nơi này nhìn xa hoa quá nhỉ. Nhưng mình đoán mình có thể cá cược ở đây, mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng đáng để thử. Tức tức. Trò võ sĩ mèo đó có rủi ro cao, nhưng thu lãi về cũng cao. Nếu mình chơi một cách thông minh, thì mình cảm giác ở đó sẽ có những khoản lợi nhuận khổng lồ. Mình biết cách kiếm một khoản tiền lớn rồi, giờ thứ mình thực sự cần là đi ngủ, đến lúc về ngủ để chờ đến ngày mai rồi. Mời anh vào. Chào mừng anh tới câu lạc bộ võ sĩ mèo Nhật Bản, hãy tận hưởng màn trình diễn.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for a cat fight? Okay, let's go. Ready, fight! You
Yeah!
Cảm ơn vì anh đã tới chơi. Làm ơn hãy tới chơi nữa ạ. Bạn có thể trở về căn hộ của PGU tại nơi này. Tachibana nói sẽ liên lạc vào mai, nhưng mình thực sự sẽ ngồi đây và chờ à.
Ở đó có thể có vài thứ mình có thể làm được. Mình sẽ ra phố để lấy thêm thông tin vào sáng mai. Nếu mà gia đình truy tìm mình và họ sẽ tìm thấy mình, thì tay bo là chuyện không hẳn, họ sẽ mang theo cả vũ khí nữa. Mình nghĩ mình nên xuống phố chuẩn bị trước khi mình dây vào việc này không nhỉ? Thôi ngủ kệ bố đời. Bình minh rồi. Kiryu sẽ không từ bỏ Tachibana. Gọi cho đội trưởng nhà Dojima cho tao. Sếp là tôi, Awano đây. Về chuyện chúng ta đã bàn bạc, chắc tôi phải kết thúc thằng Kiryu đó rồi. Nó không chịu bán đứng thằng Tachibana. Và gia đình Dojima thì chưa bao giờ phải chịu đựng ai bất cứ điều gì cả. Vâng. Vâng, em hiểu ạ. Anh chắc không có phản đối gì đâu nhỉ? Anh trai Kuze. Không hiểu sao anh lại hỏi tôi điều đó. Anh là chủ mưu cho việc này mà. Ở đây tôi chỉ là lính thôi. Ồ, đừng như vậy mà, bờ rô. Tôi luôn cố để đối xử với mọi người theo cách công bằng nhất. Mà nhắc về việc này, thì tôi muốn gia đình Kazama là người hiểu rõ nhất về việc này. Kagasagi. Ý anh là gì? Chúng ta đã không phải đối mặt với một mớ hỗn độn này nếu như ông Kazama không mang tên Kiryu đó vào đây. Nếu nhà Dojima bây giờ mà khử nó, thì đáng lý ra từng người trong nhà Kazama phải săn thằng đó nhiệt hơn bất kỳ ai những nhà khác. Tôi có nói sai ở đâu không? Không thưa sếp, điều anh nói đều đúng. Vậy cuộc săn bắt đầu. Được thôi. Nghe đây. Chúng mày tìm thấy Kiryu ở đâu thì phải mang về đây. Không được để nó chết, chưa phải là lúc. Ta muốn nó sống và quỳ trước mặt tao. Rõ. Mình sẽ đi loanh quanh xem có gì thông tin gì không. Trong lúc đang chờ Tachibana liên lạc lại, mình nghĩ nên tránh chỗ càng đông người càng tốt. Cho tới lúc đó, mình nên sẵn sàng va phải người nhà Dojima bất cứ lúc nào.
Việc này chán thật, tôi có đặt bàn ăn chưa? Nhưng nhìn có cả tá tên đáng sợ đang đứng bên ngoài nhà hàng đó. Nếu tôi mà bỏ chỗ ưa thích đó đi, thì đường chính cũng đầy rẫy bọn họ. Có thể tôi sẽ phải lẻn vào đó nếu tôi đi đường hẻm phía sau nghe ổn không? Có chuyện gì xảy ra thế? Giang hồ từ đâu mà bò ra khắp thành phố này thế nhỉ? Chắc là bọn họ đang tìm ai đó. Họ nhìn mặt trông hình tượng lắm. Chắc là lý do cũng là vì thằng đang tìm ấy. Này, đi gọi bao nhiêu người mày có thể đến. Tao tìm thấy Kiryu rồi. Rõ. Chắc là không còn chỗ nào trên thành phố này an toàn nữa rồi. Mày phải biết kết cục này chứ, Kiryu. Chống cự là bụng bự. Tất cả thành phố này bị bao vây bởi nhà Dojima rồi. Mày có mà chạy đằng trời. Và tao thì không được ai hỗ trợ. Vậy là không có lý do gì tao tìm bản thân tao lại. Hãy tới phần vui nhất có thể đi nào. Giờ mày chăn trời cũng muộn rồi, thảm hại thật, một thằng phản bội như mày thì nên im miệng và bấm bụng nghe lời đi. Tránh đường ra. Hãy tới đây trong vòng 2 phút nhé. Okay.
Rõ thật. Chém ra. Anh có một phút để tới đây. Tránh đường ra ngay. Ba người này, rõ chưa? Tới đây, trong ba người tầy nhận hết. Tránh đường ra của cái gì là gỗ. Yeah.
mình đã thoát chúng nó chưa nhỉ? Mình không thể tiếp tục thế này mãi được, chúng nó đông quá. Ê này, bọn giang hồ đuổi theo anh đúng không? Anh cứ ở ngoài đường thế thì họ sẽ tìm được anh nhanh thôi. Nếu mà anh muốn, anh có thể trốn trong câu lạc bộ của em một lúc. Gì cơ? Ở dưới tầng hầm có một chút khác thường, cửa sau dẫn tới hệ thống cống ngầm. Anh có thể thoát khỏi khu này của thành phố mà không bị ai nhìn thấy. Tại sao cô muốn giúp tôi? Bởi vì Dojima đang truy đuổi anh. Bọn cô đó nghĩ mình sở hữu cả thành phố này. Anh sẽ không tìm được người nào thành thật ở Kamurocho này mà ghét bọn người xấu đó như tôi đâu. Với cả tôi không thể phí một giang hồ vừa trẻ vừa nóng bỏng như anh được. Hay là anh đã có lời đề nghị nào hay hơn tôi à? Có thể đi bằng đường cống ngầm à? Mình có nên tin à không? Nó có thể là cái bẫy, nhưng mà mình không còn sự lựa chọn nào khác. Được rồi, dẫn đường đi. Đứa này, cục đường, xảo nhanh cái chân lên trước khi chúng kịp bắt ta. Cô không đùa về nơi khác thường này thật. Tại sao cô lại cần chỗ như này để làm gì chứ? Tôi nghe nói người chủ trước đây không hẳn là kiểu người doanh nhân chân chính. Tôi cũng chả biết là ông ta sợ cái gì, nhưng ông ta muốn có một đường thoát thân yên tĩnh như này. Nó dẫn đi đâu đây? Quảng trường nhà hát, tôi cũng chả quan tâm để tự bản thân đi kiểm tra. Nhưng nó sẽ đưa đến một chỗ nào đó trên đường. Không có quá nhiều người dùng đường hầm này để trốn thoát đâu. Bây giờ nhà Dojima đang đợi anh ở ngoài rồi. Họ đang tìm anh trong câu lạc bộ. Anh hãy sử dụng cái này để chạy trốn. Đến được nơi nào đó thì anh cắt được đuôi họ rồi. Mong là vậy. Cảm ơn tôi nợ cô một đời. Chắc tới lúc nào tôi bước trên đường phố Kamurocho mà không bị săn đuổi, tôi sẽ đến làm khách hàng của cô. Xin lỗi thằng đần, tao không tin là có ngày đấy. Thằng cún mày làm chuyện này vui hơn rồi đấy.
Kuze. Vậy là người phụ nữ đấy là một trong những người tình của mày à? Tao cũng có tạo một cái dọ để mày chui vào, làm sao hù nó không như đánh võ. Người đàn ông bị đánh ngã không phải kẻ thua cuộc. Cái gã mà không chịu được khó khăn cho đến cuối, thằng ấy mới là thằng thua. Mày có nghĩ thế không? Trong giới giang hồ thì không có chuyện bị knock out. Tao bảo mày thế này, Kiziu. Đối với tao, một ngón tay hay hai đều chả có nghĩa lý gì cả. Awano hay là Kibusawa có đánh bại tao để trở thành thủ lĩnh, tao cũng chả quan tâm. Khi nào tao còn thở, thì tao còn gỡ. Thế cho nên mày mới là thằng nửa mông, nghĩ rằng tao không vụt dậy một lượt nữa. Mày phải chết, thằng ngu. Thằng chó. Quay lại đây. Mày sẽ phải hối hận.
gì không giúp tao ở đây khi mày có cơ hội? Cũng như ông nói lúc trước, tôi không thể làm được giang hồ. Tôi đoán là Kazama-san biết điều đó, biết trước cả khi tôi bắt đầu. Đó là lý do ông ấy không muốn tôi tham gia vào đây. Là sao? Một giang hồ thực sự phải là một người nào đó giống ông. Và nếu một người như tôi có danh hiệu của riêng bản thân đi chăng nữa, thì tôi sẽ luôn hướng tới việc đó. Kiziu mày! Dù cho có bao lần ông ngán đường tôi đi chăng nữa, nơi nào đây? Awano. Tao đang định mày đấy, Kiji Okuze có vẻ là lại bị mày cho đau ván rồi à? Ông đang làm gì đấy? Dùng mắt mày đi, tao đang nhảy. Phải thế chứ? Vậy hôm qua sao mày không gọi cho tao? Mày làm tao phải chờ mày cả đêm đấy. Đừng có đứng rực ra đó nhóc, nhìn trông chán lắm. Xách cái mông mày ra đây nhảy cùng bọn tao đi Kiji. Ông đang chiêu tôi đấy à? Không phải ông đang muốn tìm cách giết tôi à? Nếu ta xong ở đây rồi, thì tôi đi đây. Tôi không có thời gian để chơi bời cùng ông. Khoan đã, Kiji. Tao rất là biết ơn mày đấy, Kiziu. Biết ơn. Vì đội trưởng nhà Kazama và đội phó Kuze, mày đã cho tao đạn dược để có thể hạ hai tên đã ngáng đường tao suốt một quãng thời gian dài vừa qua. Tao đang quan ngại rằng mày chính là bùa may mắn của tao. Thiên thần bé nhỏ Kiziu, ta muốn giúp mày để trả cho mày một món nợ nhỏ. Với cả, mày cũng không còn chỗ nào để chạy sau khi mày rời khỏi đây. Vậy nên sao không nán lại nghe tao nói trước? Được rồi, nói đi. Mày biết đấy, tao đã nghĩ rất nhiều. Sau vụ mày với Kuze vào lần trước đó, tao đã đi đánh gôn ở câu lạc bộ ngoại ô không su. Tao đã có một khóa học tuyệt vời tại đó. Ý ông là sao? Có thể mày không biết điều này, nhưng mà phục vụ đồ ăn ở đấy thì tuyệt tở lờ vời. Gôn 18 lỗ, rồi còn có cả sông hơi. Khi mà mày tận hưởng được hương vị đó thì cả thế giới này, mày cảm giác chỉ như một trò đùa.
Tôi không thích tán phét vào vấn đề chính đi. Mày vẫn còn trẻ và hay nắm này. Thế giới này ngập tràn bề phốt và có vẻ như nó chả liên kết gì tới nhau hết. Nhưng hóa ra nó là thứ thực sự quan trọng về lâu về dài. Điều này xảy ra với bất kỳ ai trở về từ sân golf đó đã làm tao có một chút lệch hướng và đến thăm chỗ ở cũ của mày và Nishiki-sama. Sao cơ? Sau khi nghe việc ông Kazama muốn mở doanh nghiệp, tao đã hình dung ra nơi đó chắc chắn lệ lắm. Nhưng không, nó thực sự giống như một cái cũ chó chạy trẻ mồ côi hoa hướng dương. Cái lão già tiếp quản cái trường đó có vẻ như đã quá tuổi để làm việc rồi. Thằng khốn mày đã làm gì với trường tao? Chờ đã, bình tĩnh nào chàng trai. Tao chả làm gì cả. Tao chỉ bảo hắn là tao làm cùng với Kazama và có đưa cho ông ta ít tiền lẻ, vài triệu yên. Và gã bắt đầu khóc, một ông già ngọt ngào, thích chăm sóc người khác. Awano, tao thề. Có phải mày không muốn gã vô tội đó buồn vì hành động của mày phải không? Tao đã nói rõ vấn đề chính chưa? Ngay cả mày còn sống ra khỏi đây hôm nay thì cũng chả có nơi nào cho mày chạy đâu. Tao biết tất cả mọi thứ về mày, bạn bè, nơi mày ở, nơi mày lớn lên và cả món mì ramen vị mày thích nữa. Nghe này không có gì cá nhân, gia đình Dojima luôn luôn sẻ chia trách nhiệm. Gia đình Kazama viết kịch bản, hội Kendo là về cơ bắp, còn công việc giấy tờ buồn chán là trò chơi của Shibusawa và tao. Quan hệ công chúng, tống tiền và cướp đoạt. Khi dù tao không giống cu xe tao chả quan tâm cái éo gì cả về việc sống như một sang hồ hợp tụ. Tao muốn ăn ngon, mặt đẹp, phóng nhanh trên đường cao tốc với một con xe thật đẹp. Nếu có thêm một em gái xinh đẹp bên cạnh nữa thì thật là tuyệt vời. Làm giang hồ chỉ là công việc của tao, một công việc thực sự. Mục tiêu của tao là được tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào. Tham gia bên cạnh tao đi, Kiziu. Chỉ cần lôi đầu cho tao thằng bất động sản Tachiba Naga và mày sẽ được một suất vào trong đội chiến thắng, được một cuộc sống dễ thở hơn trên đường phố. Còn nếu mày nói không, mày sẽ phải chết theo cách đau đớn và lãng xẹt nhất. Mày chỉ đang cố cào cái chuồng đó để thoát ra với Nishiki-sama phải không? Không có lý do gì để mày vứt bỏ cuộc đời mày như vậy phải không? Và đó là ý tưởng cưỡng ép ông à. Mày nói sao? Hồn kíp. Đúng là trò hay. Mày sẽ được tham gia với nó. Tao có cả trăm thằng Dojima ở ngoài kia và đang hừng hực như thế đấy. Đây là công việc của tao, và tao luôn hoàn thành tốt công việc. Vậy bước tiếp theo của mày là gì đây, Kiryu? Ra ngoài đó và hưởng gió à? Hoặc đến với tao và chúng ta cùng bám đuổi theo giấc mơ? Đó là điều mày phải lựa chọn. Và nó là gì đây? Không lựa chọn nào cả. Tôi sẽ đi khỏi đây.
Cái gì? Ông nghĩ là ông đã đu cây dọa khỉ được tôi. Nhưng tôi chả quan tâm tới việc sống hay chết. Mày toàn nói điều nhảm cức. Ông lựa chọn dựa trên chuyện việc đó vui hay là không. Còn tôi? Tôi lựa chọn dựa trên chuyện việc ấy vì tôi yêu hay là ghét. Tôi sẽ rời khỏi đây với một lý do rất đơn giản. Tôi ghét phải tham gia cùng cái loại người như ông. Kiziu thằng đầu ca. Thực tế mà nói thà tôi bị bắn còn hơn. Đe dọa không hiệu quả với thằng gần đó. Mình nên nhìn ra điều đấy chứ. Kiryu, Nishiki, vào xe anh lên. Ai thấy là người sinh bây giờ? Nhưng... Và mẹ đi. Cúi đầu mày xuống và giữ người thấp thôi. Tao mong là gặp được mày. Nếu tao theo sau Awano, tao đã may mắn rồi. Nishiki, mày hiểu mày đang làm gì không? Nếu mày dính vào tao thì mày cũng là một... Im mồm. Đây là lần cuối cùng tao có thể giúp mày thoát khỏi đây. Chúng nó ở khắp mọi nơi trên thành phố này. Bây giờ chúng ta sẽ phải rời khỏi Kamurocho ngay. Đi đến đâu? Cứ rời khỏi Tokyo trước đã. Nó không giúp mày an toàn, nhưng giúp câu thêm thời gian. Đến nơi rồi, Kiryu. Nishiki. Chúng ta đang ở đâu thế? Không biết. Tao cứ lái thôi. Làm điếu không? Cảm ơn. Tao vẫn giữ nó này. Giữ nó đi. Tao không đòi nó lại đâu. Vậy à? Làm ơn hãy trân trọng nó. Người anh em. Vì đó là điếu thuốc cuối cùng của mày. Bắt đầu đếm đi. Mày đang làm gì đấy?
Chuyện này đi hơi xa là một trò đùa rồi đấy. Thôi nào người anh em bỏ nó xuống đi. Đứng im đấy. Quá muộn rồi, đây là cách duy nhất. Tại sao điều này lại xảy ra chứ bạn ơi? Từ lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy? Đây là yêu cầu của gia đình đúng không Nishiki? Không, họ chả liên quan gì cả. Gì cơ? Kiryu. Mày biết họ sẽ làm gì với thằng phản bội gia đình mà đúng không? Dojima là một đội có kinh nghiệm với việc phải để một ai đó làm thí dụ. Họ biết chính xác phải tra tấn mày thế nào trước khi mày phun ra. Và họ chắc chắn đó là lần cuối của mày. Họ sẽ tiếp tục treo mày lên, làm mày đau đớn và lâu nhất có thể. Bắt mày nhìn họ mổ xẻ thân xác mày. Và rồi cuối cùng họ bẻ đến cái xương cuối cùng trong người mày. Cái xác sau khi được tìm thấy. Mày không thể nói bọn họ có còn là con người hay không. Tao không thể để bọn họ làm thế được. Kiryu à, tao là anh em ruột của mày. Tao không thể nhìn mày chết như thế được. Đó là điều khi mày ngã đường gia đình Dojima. Kiryu à, khi mà họ đã truy đuổi mày, thì mày sẽ không bao giờ có tự do. Không có điều gì là giới hạn khi mày vào giang hồ. Mày biết điều đó mà. Và lúc này đây tao suy nghĩ như một tên giang hồ. Dù ông Kazama không ở bên lúc này, nhưng ít ra tao sẽ giúp mày chết bớt đau đớn hơn. Tao sẽ kết thúc cho mày. Tao sẽ làm nhanh nhất có thể. Đó là điều tao có thể làm. Tao xin lỗi. Lỗi của tao khi bắt mày trải qua những chuyện này. Người anh em cho tao một yêu cầu cuối. Sau khi mày bắn tao, mang cái đầu tao về cho họ và dùng nó để đánh bại tất cả bọn chúng và thành người đứng đầu tổ chức. Hứa với tao điều đấy nhé. Giờ là do mày lựa chọn. Quái quỷ gì đây? Đừng nhìn tao. Đừng nhìn tao như thế. Kiryu, làm ơn. Cái gì em nên làm đi. Mày không thể đứng đầu nếu mày cứ khóc lóc thế. Sao thế? Ngắm cho kỹ vào. Tao chưa chết đâu. Tao không làm được. Làm sao mà tao lại bắn mày được? Không có mày tao cũng chả còn gì cả. Tao không thể làm thế như một giang hồ thực sự. Không, tao còn thà không sống nếu không có mày bên cạnh tao. Tao chỉ... Nếu mày không ở bên cạnh tao, tao cũng chỉ vô dụng, nó chả còn ý nghĩa gì cả. Tao cũng thấy anh em ta như là một. Nó nói lên một điều rằng cả hai chúng ta cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Kiryu. Nắm bắt những thứ sai con đường, gây họa cho ông Kazama. Suy nghĩ rằng chúng ta sẽ chết khi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
quên hết mọi thứ tao có để có thể trở thành giang hồ. Tao vẫn chưa sẵn sàng là một người đàn ông. Nhìn tao đi. Nói mọi thứ đều ổn thì việc sẽ giải quyết mày nhanh chóng. Tao là một thằng thảm bại. Thật thế à? Nhưng mày không thể mãi là trẻ con được. Khi gì u mày và tao chúng ta có thể. Nishiki, quên những chuyện mày cho tao thấy hôm nay. Tao tha thứ tất cả mọi thứ. Hả? Tao phải đi đây. Đâu? Mày đi đâu? Trở về Kamurocho. Còn một vài việc tao cần phải làm. Mày không thể, Kiryu. Bọn họ sẽ giết mày, đấy là điều chắc chắn. Không, đây là cuộc sống mày đưa tao. Tao muốn xem tao có thể đi xa đến đâu để nhận lấy nó. Kiryu, Nishiki, hãy để tao làm cái việc tao cần làm. Tao và mày kết thúc ở đây, trong khoảng thời gian này. Chúng ta không còn là bạn bè gì hết. Kiryu. Tao không muốn mày dính líu bất cứ thứ gì tới tao. Thank you.